Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu mọi người một sản phẩm. Đó chính là thân lốc điều hòa của Suzuki ABV. Và có thể sử dụng nắp chung cho máy xúc. Đây là dòng sản phẩm của Denso Indonesia. Mã sản phẩm là JK447280 -0590. Đấy. Được sản xuất tại Indonesia. Mỗi một sản phẩm được đóng trong một hộp giấy. Đấy. Một hộp giấy như thế này. Đó. Để vận chuyển tránh va đập và không bị hỏng cái cổ lốc. Về nhận dạng, đặc điểm nhận dạng của lốc, đây là đời lốc 4 chân xuyên. Trên thân dễ nhận biết nhất là cái mã trên thân là 15B1W001. Đây, cái sản phẩm của hãng này thì nó có đầy đủ các mã phụ tùng. Đây, anh em có thể nhìn JK447280-0590 Made in Indonesia, sử dụng HFC là ga R134. Thân này là thân 10S15C, tức là như bọn em hay gọi là 15C. Đây cũng là một dạng lốc thân mặt bích bắt liền. Hai một bích cao, một bích hạ, nó đều bắt được thân luôn. Đây là cái ốc xả dầu. Anh em lưu ý một chút là cái này nó khác với Innova là cái chân. Cái chân của nó khác đấy anh em nhé. Nó không hề giống với cả Innova đâu. Đây là phía đầu, đầu trục đầu lốc. Để chúng ta đóng bộ đầu hay là đưa bộ đầu vào đây thì có thể vận hành được. Ốc được lắp ghép bởi 4 phần. Phần đầu, phần giữa và phần đuôi. Đây. Cái dòng này thì nó sử dụng 100% gioăng thân của nó là bằng thép, anh em có thể nhìn đấy ạ. Đây. Anh em có thể nhìn là cái chất lốc của cái loại này không lẫn vào đâu được, nó rất là nổi bật, đậm màu, nó không bóng. Đây. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm. Đó chính là lốc điều hòa sử dụng cho Suzuki ABV và sử dụng cho dòng máy xúc, dòng Komatsu, dòng này rất là thông dụng. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.